Em học bao nhiêu, vận động nhiều, em là huy chương vàng hơn bố mẹ. Em đã bơi, bơi nhiều, bơi là bơi bướm, bơi ếch. Có bạn thì là khuyết tật, có bạn thì tự kỷ. Gia đình có nhu cầu là cho con đi học bơi. Thế nên là tôi đã tạo điều kiện cho các bạn tham gia học bơi ở đây. Từ đấy tôi lên một cái nhóm nhỏ, câu lạc bộ nho nhỏ, gọi là câu lạc bộ dành cho những cái bạn khuyết tật cũng như là tự kỷ, để mong rằng có một cái môi trường cho các bạn ấy học lấy kỹ năng bơi. Cũng như là cao hơn nữa thì tôi mong muốn là trong qua cái lớp học này thì tôi sẽ tìm ra được những cái bạn có cái năng khiếu về bơi để rèn luyện cho các bạn ấy trở thành vận động viên. Rồi, mặc dù là thời tiết nhiều hôm thì nó mưa, lạnh nhưng mà các em đến học rất là chăm chỉ. Các em nghe lời cô giáo, với lại thích hơn nữa là gia đình người ta rất là quyết tâm. Mặc dù là dạy bàn này cũng vất đấy, bởi vì là nói một đường đôi khi lại làm một nẻo. Nhưng mà sau quá trình mình đồng hành, hiểu con, thông cảm cho con và mình cảm thấy xem các con như bạn bè thì mình cứ nhẹ nhàng với các con và dần dần thành tích được như ngày hôm nay đúng thật là cô trò rất là vui. Các con là giờ các con bơi cũng so là cũng khá khá. Duy nhá, con vượt Duy nè, con vượt Duy nè. Duy rất là tự tin và thấy rõ một sự tiến bộ rất rõ rệt. Trước là bạn chỉ lênh quanh thôi chứ không thể nào bơi được như bây giờ, thì rõ ràng là rất là bất ngờ là Duy có thể bơi được như bây giờ. Đấy là rất là điều đáng mừng của gia đình. Ngoài lợi ích của bơi để giúp các con phát triển về thể chất thì cũng giúp cho các con tác động tích cực đến cái mặt lợi ích về tinh thần. Các con học bơi thì các con giúp các con thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, rất là tốt cho sức khỏe, cũng như mình thấy cũng phát triển cho cả tính não. Đầu các bạn đến phải chậm hơn nhưng mà sau khi thì mình kèm các em ấy thì mình thấy các em ấy là bắt đầu nhanh nhẹn hơn, nghe lời cô hơn và giáo án đọc ra là các em nhớ hết.